Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Hội nghị phản ánh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện thăm trao giấy khen cho em Bùi Hải An có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Bùi Văn Côn, thị trấn Thịnh Long. Và một số tin đáng chú ý khác, cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Tuổi trẻ Hải Hậu dấu ấn một nhiệm kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Dự kỳ họp có các đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban chỉ huy quân sự, công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, chi cục thi hành án dân sự, trung tâm y tế huyện, đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các mặt công tác khác của huyện 6 tháng đầu năm, thảo luận xem xét quyết định những vấn đề trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự kỳ họp nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng vào thành công kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực to lớn của dịch COVID-19, song kinh tế xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn cơ bản ổn định, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.512 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021. Năng suất lúa vụ xuân đạt 75,6 tạ một hecta. Giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 534 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng thủy sản 20.165 tấn, bằng 46,3% kế hoạch và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 2.913 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,29% dân số, tăng 1,91% so với cùng kỳ. Tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quy định cơ chế hỗ trợ và khen thưởng xây dựng nông thôn mới, tiêu chí xây dựng mô hình xóm tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu huyện Hải Hậu đến năm 2025. Đã hình thành một mô hình điểm xóm văn hóa kiểu mẫu tại xóm Quang Thanh, xã Hải Quang. Đến nay, toàn huyện có 34 trên 34 xã thị trấn được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt nông thôn mới nâng cao. Triển khai xây dựng 11 sản phẩm của 9 cơ sở sản xuất đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo, hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo kết quả năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa 19 đến nay. Cũng tại kỳ họp này,
Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện các tờ trình dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2021. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư công, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện Hải Hậu, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn từ các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện, phê duyệt chủ trương đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng móng 3 tầng, nhà 2 tầng, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện đến nay. Kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát năm 2021 của các ban Hội đồng nhân dân huyện. Kết quả giám sát việc thực hiện của người trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện. Tại kỳ họp này đã có 10 kiến nghị tại các kỳ họp trước được Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan liên quan giải trình, cung cấp thông tin, 14 ý kiến kiến nghị mới ở các lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, điện lực, viễn thông, chính sách xã hội, ngân hàng được cử tri gửi đến. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong huyện. Những ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan trung ương tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổng hợp chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý theo quy định. Tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu, làm rõ những ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp và nêu các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình của kỳ họp. 100% đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã nhất trí biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng của Hội đồng nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 2 ngày mùng 3, mùng 4 tháng 8 năm 2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự và tặng hoa chúc mừng đại hội có các đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, các đại biểu nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thành phố trong tỉnh, cùng 193 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện đã về dự. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu hiện có trên 13.700 đoàn viên sinh hoạt tại 738 chi đoàn. Với truyền thống quê hương, văn hóa anh hùng, tuổi trẻ Hải Hậu đã phát huy những thuận lợi, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 chỉ tiêu đại hội lần thứ 23 đã đề ra, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Hải Hậu. Phong trào thanh niên tình nguyện nổi bật với các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, thanh niên đảm nhận hàng cây thanh niên, vườn cây thanh niên sáng, xanh, sạch đẹp. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở đoàn đã trồng 127 hàng cây thanh niên và 32 vườn hoa thanh niên, tổng chiều dài trên 100 km, trồng trên 50.000 cây bóng mát các loại. Phong trào được lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình mới được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả như xây dựng bộ thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, thắp sáng đường quê, tham gia bảo vệ môi trường, tuyên truyền lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thành lập 34 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đội thanh niên tình nguyện tổ chức trên 425 đợt ra quân bảo vệ môi trường, thu hút trên 140.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu như đoàn thanh niên các xã Hải Đông, Hải Chính, Hải Lý, thị trấn Thịnh Long, v.v. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn thu hút gần 26.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia đài tưởng niệm, các công trình ghi công, phần mộ liệt sĩ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa, tổ chức lễ thắp nến tri ân vào dịp 27 tháng 7 hàng năm.
Tuổi trẻ huyện nhà còn ghi dấu đậm nét trong những ngày đại dịch COVID-19 diễn biến khá phức tạp. Khi huyện Hải Hậu thiết lập khu vực phong tỏa, đoàn thanh niên huyện đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động chương trình thiết thực như triệu túi an sinh, tham gia tổ COVID cộng đồng, vận động các nguồn phát tặng trên 32.000 khẩu trang y tế, trên 300 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn, tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện cách ly tại gia đình, các hộ dân trong khu cách ly, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của một số xã đợt cao điểm phòng chống dịch, tặng 336 túi quà an sinh với tổng trị giá trên 101 triệu đồng. Ban Thường vụ huyện đoàn đã xây dựng quỹ Vũ Văn Hiếu, trao 246 suất quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện với tổng giá trị trên 135 triệu đồng. Trao tặng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Văn Hùng, đội viên lớp 9B trường Trung học cơ sở Hải Hưng với số tiền là 50 triệu đồng. Tổ chức các diễn đàn tọa đàm hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. Ngoài hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế thông qua các hoạt động như hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm như nguồn vốn vay 120 của Trung ương đoàn cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế với dư nợ 640 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, đoàn thanh niên các cấp trong huyện đã bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng 915 đoàn viên ưu tú, trong đó có 726 đồng chí được kết nạp đảng viên trên tổng số 1.116 đảng viên được kết nạp, chiếm trên 65% số đảng viên mới. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên lập thân lập nghiệp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định đã biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh đoàn Nam Định, các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò xung kích cách mạng, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên học tập, công tác và lao động sản xuất, giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại đại hội, để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí cũng đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Phải coi trọng và thường xuyên đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn, nhất là giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, giáo dục pháp luật, để tuổi trẻ có bản lĩnh vững vàng, lối sống văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo. Trong công tác giáo dục của đoàn cùng với việc coi trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, phải luôn bám sát đời sống xã hội, coi trọng việc giáo dục thanh niên qua thực tiễn. Giải quyết tốt vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của thanh niên, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Gắn việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào cách mạng của đoàn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh niên cần chủ động tham mưu để đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Triển khai có hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, đoàn viên thanh niên phải là những người đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Trong công tác tổ chức xây dựng đoàn vững mạnh, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, đoàn cần tập trung củng cố xây dựng chi đoàn xóm, tổ dân phố vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng tổ chức đoàn của nhiệm kỳ. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để thu hút tập hợp đoàn viên. Đề nghị Ban chấp hành đoàn huyện bám sát chương trình công tác của tỉnh đoàn và các kết luận nghị quyết đề án chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27 để xây dựng chương trình công tác, cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra, đồng thời phải xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động với các ngành đoàn thể, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng giữa các thành viên Ban chấp hành, đảm bảo cho hoạt động đoàn thống nhất, nhịp nhàng và có hiệu quả. Các cấp ủy đảng chính quyền thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên thanh niên hăng hái tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cần tăng cường phối hợp hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tại đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hải Hậu thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu trao tặng lãng hoa và chúc mừng đại hội bức chướng với dòng chữ Tuổi trẻ Hải Hậu khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến. Tại phiên làm việc thứ nhất vào chiều ngày 3 tháng 8,
Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu khóa 24, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên làm việc thứ hai vào sáng ngày 4 tháng 8 đã ra mắt Ban chấp hành khóa mới và tiến hành bầu 25 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Trước ngày diễn ra đại hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu đã tổ chức lễ viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương hồn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại đền liệt sĩ huyện Hải Hậu. Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Hải Hậu, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, thành công của đại hội là sức mạnh, cơ sở quan trọng để tuổi trẻ huyện Hải Hậu tiếp tục dương cao ngọn cờ, vinh quang của đoàn, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị xã hội, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và tham gia hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 27 tháng 7, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Hải Hậu giai đoạn 2022-2023 tổ chức họp phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, gồm xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đường trục trung tâm huyện, khu đô thị thương mại Cồn Văn Lý. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng ban thường trực, lãnh đạo các xã thị trấn có dự án triển khai. Dự án xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu giai đoạn 1 có quy mô diện tích là trên 150.000 m², đi qua địa phận các xã Hải Hưng, Hải Bắc và thị trấn Yên Định. Đến nay, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện đã kiểm đếm xong toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất công do Ủy ban Nhân dân các địa phương quản lý và toàn bộ diện tích đất trong khu dân cư tại xã Hải Hưng, đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xây dựng giá đất cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Dự án xây dựng khu đô thị thương mại Cồn Văn Lý, địa điểm thực hiện tại xã Hải Lý và thị trấn Cồn, tổng mức đầu tư trên 228 tỷ đồng, quy mô diện tích gần 200.000 m². Số chủ sử dụng bị thu hồi đất là 116 hộ, đã thực hiện xong kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi đối với toàn bộ dự án và lập phương án bồi thường hỗ trợ, vẽ sơ họa mặt bằng xong cho toàn bộ các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng. Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với 53 hộ đã sử dụng đúng mục đích và đất do Ủy ban Nhân dân xã Hải Lý, thị trấn Cồn quản lý. Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã tổ chức hội nghị kết thúc công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại xã Hải Lý và thị trấn Cồn. Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, quy mô diện tích trên 200.000 m², tổng mức đầu tư trên 147 tỷ đồng. Số chủ sử dụng bị thu hồi đất là 131 hộ. Hội đồng huyện đã thực hiện xong kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xây dựng giá đất, cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu thực hiện tại 7 xã gồm Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Chính, Hải Xuân, Hải Triều, Hải Lý. Tổng mức đầu tư trên 2.655 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng là trên 53 ha. Trong đó, Hội đồng huyện đã tổ chức chi trả được 163 trên 164 hộ có diện tích đất nông nghiệp. Đối với đất trong khu dân cư, Hội đồng huyện đã hoàn thành việc kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên diện tích khu dân cư thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng tại các xã Hải Phúc, Hải Đông, Hải Chính, Hải Xuân, Hải Triều, Hải Lý, đã hoàn thiện thống kê, phân loại nguồn gốc và tổ chức công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 75 hộ đủ điều kiện. Có 38 hộ đủ điều kiện tái định cư. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã có phương án tái định cư phân tán tại xóm 642 xã Hải Xuân, diện tích 5.700 m². Các vị trí khu tái định cư phân tán đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tại hội nghị, đại diện các phòng chức năng của huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã tham gia ý kiến nêu rõ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện ghi nhận những kết quả rất quan trọng trong triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, trước những khó khăn tồn tại phát sinh từ các dự án như việc thiếu đồng bộ trong triển khai dự án
phối hợp giữa các bên liên quan chưa chặt chẽ, thiếu quy hoạch, quản lý hồ sơ đất đai có lúc có nơi đã buông lỏng, gây khó khăn cho việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Yêu cầu Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án nêu trên tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng, các thành viên trong hội đồng thường xuyên kiểm đếm tiến độ thực hiện công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn vướng mắc phát sinh thì báo cáo ngay với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện để xử lý và có chỉ đạo kịp thời. Nếu cần thiết sẽ xin ý kiến các sở ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh để giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người dân và tiến độ của dự án theo kế hoạch đã đề ra. Đối với các địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải xác định thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2022, đòi hỏi công tác lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt, tập trung của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, nắm chắc chủ trương thống nhất quan điểm công tác tuyên truyền cần đi trước một bước, trong đó trọng tâm là từng hộ dân thuộc dự án biết được quy hoạch tái định cư, cơ chế chính sách hỗ trợ, từ đó công dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình vì sự phát triển lâu dài cho thế hệ mai sau. Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể ở cơ sở nắm chắc rõ hoàn cảnh, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của từng hộ gia đình, từ đó tuyên truyền giải thích từng hộ dân, đặc biệt đối với các hộ chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần có cơ chế hỗ trợ, xã hội hóa, tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống tại khu tái định cư mới. Các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc triển khai thực hiện dự án, cũng như bồi thường hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai, công bằng đúng quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc làm mất an ninh trật tự, phá hoại chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Và điều quyết định đến tiến độ thành công của các dự án là khi người dân hiểu, nhận biết được lợi ích của dự án mang lại và đồng thuận với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khó khăn được tháo gỡ, thu hẹp dần vì sự phát triển chung của xã hội ngày càng giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 3 tháng 8 năm 2022, Đảng bộ xã Hải Trung long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã về dự trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Tham dự buổi lễ còn có đại biểu đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy, các đảng viên trong Đảng bộ xã Hải Trung. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho 33 đồng chí đảng viên. Trong đó, đợt 3 tháng 2 là 17 đồng chí, đợt 19 tháng 5 là 16 đồng chí. Huy hiệu 75 năm là 2 đồng chí, huy hiệu 60 năm là 4 đồng chí, huy hiệu 55 năm là 9 đồng chí, huy hiệu 50 năm là 3 đồng chí, huy hiệu 45 năm là 3 đồng chí và huy hiệu 40 năm là 12 đồng chí. Chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Đảng bộ xã Hải Trung nhấn mạnh, được nhận huy hiệu Đảng là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui niềm tự hào của toàn Đảng bộ. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, là tấm gương sáng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương, giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, góp phần xây dựng xã Hải Trung ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Ngay sau lễ trao tặng huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã Hải Trung đã tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa 13 của Đảng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hải Trung đã tập trung lãnh đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội cựu chiến binh Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đạt hiệu quả thiết thực, kinh tế xã hội ổn định và có bước phát triển. Đã chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung các nguồn lực, vận động nhân dân tích cực xây dựng xóm xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay có 15 trên 15 xóm xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 3 trên 15 xóm đăng ký xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Phấn đấu năm 2022 được tỉnh thẩm định và công nhận xã Hải Trung là xã cơ bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu của năm 2021 và các xóm được công nhận và công nhận lại xóm cơ bản đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 3 tháng 8 và chiều ngày 5 tháng 8, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Trung đã đến gia đình em Bùi Hải An ở xóm 10, xã Hải Trung, trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện, tặng hoa và biểu dương hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước vào chiều ngày 31 tháng 7. Trong 2 ngày, qua clip do camera an ninh nhà dân ven đường ở xóm 10 xã Hải Trung đã ghi lại được tình huống cứu người đuối nước xảy ra vào lúc 16 giờ 32 phút chiều ngày 31 tháng 7 tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ, đoạn chảy qua xã Hải Trung, đang thu hút hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, trên con đường ven sông có hai thiếu niên đang đi xe máy thì nhìn thấy có người chấp chới dưới sông nên chạy vào nhà dân hô hoán. Một người mặc áo đen chạy vội ra, vừa chạy vừa cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy rất nhanh xuống sông, bơi ra cứu người đuối nước vào bờ. Qua xác minh, người mặc áo đen từ trong nhà chạy thẳng ra sông, không ngần ngại nhảy xuống cứu người đuối nước là em Bùi Hải An, sinh năm 2006, ở xóm 10 xã Hải Trung. Em cho biết, lúc em ở trong nhà thì nghe thấy hai bạn đi đường chạy vào hô có người đuối nước nên liền chạy ra. Khi nhìn thấy có một em gái đang chấp chới chìm dần dưới dòng nước xiết, không nghĩ ngợi gì nhiều, em vội vàng cởi áo nhảy xuống sông, bơi ra gần tới nơi thấy em gái đang sắp chìm xuống. Em giơ tay túm được tóc của em ấy kéo vào bờ. Tại gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương hành động liều mình cứu người của em Bùi Hải An và mong rằng trong thời gian tới, em tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, của quê hương, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Thưa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã trao giấy khen cho em Bùi Hải An đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 24 tháng 7 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hậu phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Thịnh Long, Tổ dân phố số 15 tổ chức lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Bùi Văn Côn, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng ban liên quan, các đại biểu đại diện cấp ủy chính quyền địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ đã về dự. Đồng chí Bùi Văn Côn sinh năm 1934, nguyên quán xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu. Đồng chí sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng, sống trong chế độ phong kiến, đến tuổi trưởng thành, chứng kiến cảnh quê hương đất nước bị giặc Pháp xâm lược, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Tháng 10 năm 1951, đồng chí đã tình nguyện lên đường nhập ngũ tại đơn vị Đại đội 32, Tiểu đoàn 922, Trung đoàn 46, Liên khu 3. Trong quá trình cùng đơn vị hành quân tiếp sức cho chiến trường Điện Biên Phủ, đồng chí đã cùng đồng đội anh dũng chiến đấu và hy sinh ngày 8 tháng 8 năm 1953 tại tỉnh Ninh Bình. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, để ghi nhận công lao, cống hiến và thành tích tham gia kháng chiến, phục vụ kháng chiến của đồng chí Bùi Văn Côn trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ngày 8 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Bùi Văn Côn. Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình liệt sĩ Bùi Văn Côn. Trong không khí trang trọng của lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công, các đại biểu đại diện cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các ban ngành đoàn thể đã dâng hương hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ Bùi Văn Côn, đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, các đồng chí cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình liệt sĩ. Chiều ngày 29 tháng 7 năm 2022, xã Hải Chính tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện.
Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Chính đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm trong thời gian qua. Các ý kiến tham gia đối thoại gồm những đề xuất liên quan đến công tác xây dựng đảng như việc phát triển đảng viên hiện nay ở các chi bộ xóm còn gặp nhiều khó khăn. Hội nông dân đề nghị người đứng đầu cấp ủy chính quyền có giải pháp để thu hút con em ở địa phương có năng lực trình độ kết nạp vào đảng. Các ý kiến đối với chính quyền địa phương về hệ thống mương tiêu thoát nước đảm bảo tiêu úng vào mùa mưa bão, giải pháp kiểm soát con giống, thức ăn, thuốc xử lý trong quá trình nuôi tôm, việc triển khai tuyến đường nội đồng vùng quy hoạch sản xuất. Các đại biểu cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí để các xóm tu sửa nâng cấp nhà văn hóa sau sáp nhập, việc xử lý rác thải hữu cơ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã với 3 ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã về tiếp cận nước sạch và chuyển đổi diện tích sản xuất muối sang mô hình sản xuất, ý kiến đề xuất khó khăn trong sản xuất làm muối. Hội người cao tuổi đề nghị quan tâm hàng năm tạo điều kiện cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên để duy trì công tác hội người cao tuổi và hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh cán bộ hội. Với không khí dân chủ sôi nổi tại hội nghị đối thoại, các đồng chí lãnh đạo xã Hải Chính, những người đứng đầu cấp ủy chính quyền đã được nghe những ý kiến kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng hết sức thiết thực của các đại biểu và nhân dân. Trong khuôn khổ làm việc buổi chiều, tất cả những câu hỏi ý kiến kiến nghị của đại biểu đã được các đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền xã Hải Chính tiếp thu và trả lời, giải đáp thỏa đáng ngay tại hội nghị, được các đại biểu đồng tình nhất trí cao. Sự trả lời cởi mở, gần gũi, đầy đủ và rõ ràng của các đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ các chủ trương, cách làm và các biện pháp giải quyết của địa phương trên các lĩnh vực. Qua cuộc đối thoại, việc trao đổi thông tin hai chiều đã giúp mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân gần gũi, cởi mở hơn. Đồng thời đây cũng là cơ hội để lãnh đạo Đảng, chính quyền nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 2 tháng 8, tại nhà văn hóa xóm Trung Châu, xã Hải Chính đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải môn bóng đá các câu lạc bộ xã Hải Chính năm 2022. Đồng chí Lê Văn Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện đã về dự và tặng hoa chúc mừng. Tham dự giải bóng đá phong trào mở rộng năm 2022, có 5 đội bóng tham gia, gồm FC Hải Chính, FC Trẻ Hải Chính, FC Trung Châu, U30 Cộng Hải Chính và đội FC Phương Đông đến từ Hải Xuân. Giải được chính thức khai mạc từ ngày 25 tháng 7 với 12 trận đấu, trong đó có 10 trận đấu vòng loại thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, trận tranh giải ba và trận chung kết tranh cúp vô địch. Ngay khi trước diễn ra lễ trao giải thì trận chung kết giữa hai đội U30 Hải Chính và FC Hải Chính diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và tỷ số 4-1 nghiêng về đội FC Hải Chính. Kết quả, giải nhất thuộc về đội FC Hải Chính, giải nhì thuộc về đội U30 Cộng Hải Chính, giải ba thuộc về FC Trẻ Hải Chính. Đây là một trong các môn thể thao được xã Hải Chính tổ chức tại Đại hội Thể dục Thể thao xã hàng năm. Giải là động lực để các cầu thủ tiếp tục luyện tập, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, kỹ thuật chuyên môn, đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao quần chúng ở cơ sở. Đây cũng là căn cứ để xã Hải Chính tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc, những môn thể thao có thế mạnh tham gia tranh tài tại huyện dịp mùng 2 tháng 9. Tới đây, chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.